Chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại khu thờ ông Đỗ Văn Hổ, tại nhà Úc Hổ và bà Phan Thị Phận. Nơi đây có cái hầm bí mật chưa từng ai biết và chưa từng ai đến mà để mà tham quan cho các bạn. Hôm nay mình quay lại cho các bạn xem nha. Đây là nơi khu thờ ông Đỗ Văn Hổ, là nơi hầm bí mật, có cái hầm bí mật rất sâu và dài dưới các bạn, như địa đạo Củ Chi vậy đó. Đây là cái nhà ngói mà xưa của ông Đỗ Văn Hổ nè, mọi người, là bị giặc Mỹ đánh phá, bắn súng banh nhà luôn, nhưng mà trong nhà vẫn còn cái hầm bí mật nha các bạn. Chút xíu mình hỏi bà Hai á, là dẫn mình xuống cái hầm bí mật cho các bạn xem. Ngôi nhà này là nhà xưa của ông Đỗ Văn Hổ, giờ còn lại tấm hình cho nên quay lại cho mọi người xem. Ở trong căn nhà này có các hầm bí mật rất sâu và dài, giặc Mỹ hồi xưa ném bom rồi đánh, nó không trốn dưới này nè. Ở đây hiện tại giờ còn tấm bảng Bác Hồ vĩ đại, Bác Hồ cứu nước, giúp cho dân. Đây là mặt trận hầm bí mật tại nhà Úc Hổ và bà Phan Thị Phận. Súng nổ bên nhà Bác 10 ô 5 trí 6 hoàng 10 nhiễu. Là cái hồi trước mấy người này là sống ở trong căn nhà xưa đó, rồi bị Mỹ nó bắn banh nhà hết luôn, bắt hết mấy người này tử hình. Khu thờ ông Đỗ Văn Hổ, đường này vào nhà các bạn. Nhà dưới sàn, cái này dưới sàn. Dạ. Đó. Lúc làm mình cá hình ở dưới sàn. Ở dưới sàn. Cái hồi xưa là cái này là cái Mỹ hả? Chứ đâu khổ. Không mà Mỹ hả? Mỹ. Hồi xưa là nguyên cái khu vực này là nguyên cái nhà. Nguyên cái nhà đây hết trơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái nhà bề ngang tới 12 thước bạn. Dạ. Yeah. Bên đây cái nhà này còn cái hầm chỗ con tôi cất đó là 7 thằng lính. Còn bên đây mấy ông 10 ô 5 chí 6 hoàng 4 ông. Mấy ông, 4 ông lớn. Ừ. Mấy ông lớn thì ở hầm này. Còn mấy người kia hầm bên kia. Dạ. Yeah. Rồi cách sao mà cái nhà bị sập mà có thấy lụ đạn. Thấy lụ đạn. Bắn. Sập nhà luôn. Sập luôn. Đó, tan nhà nát cửa hết trơn con. Dạ. Yeah. Đế xăm gì nó trở. Năm đó năm mấy bà Hai nhớ không Hai? Năm cái thằng này là cái năm ngọ. Cái thằng này tôi đẻ ba mới tháng 10 ngày. Năm ngọ. Vậy là năm mươi mấy năm rồi. Ừ, năm ngọ đó. Năm 55 năm rồi. Ừ. Năm ngọ thằng này vừa đẻ 10 mới có tháng 10 bữa là nổ cái hầm đó. Dạ. Yeah. Ở trên thì máy bay, còn ở dưới này thì trực thăng. Ở sau hè là nó kêu bằng lính nó bao hết mà cả bắn, nhà. Bắn banh nhà luôn. Ừ, bắn banh nhà trên máy bay bỏ trái khói. Bỏ sập hầm. Ừ. Cho nó sập. Còn dưới này à, nó bỏ trái cây, đặng tắt mấy ông mới được. Yeah. Nó thấy trái cây cho ngột rồi lên ông nào hụt máu hết, 4 ông 10 ô 5 chí 6 hoàng ông 10 tôm. Yeah. Ừ, 4 ông dưới này bị bắt hết trơn. Bắt hết trơn, đưa cùng đảo trói mấy ông đem ra, người tao thì bắt tao đem lại người kia. Rồi ông Hai hả? Chồng tao hả? Dạ. Yeah. Chồng tao thì chạy thác. Yeah. chạy thác khỏi. Có mình bà cũng bị bắt nữa. Bắt luôn, có thuốc ké liền. Ừ, tao đẻ mới này tháng 10 ngày hả? Dạ. Là cái năm ngọ. Rồi sao mà bà được thả ra? Trời đất ơi, nó bắt nó đưa xuống tỉnh liền. Dạ. Trói đưa xuống tỉnh. Nhờ con chị bảo vệ đây sư đàn chính, nó cháu. Dạ. Nó mới đi lo lót. 40 công đất là bán 40 ngàn. Là đưa cho cái thằng điều tra đó là thằng Út. Dạ. Út 1. Dạ. Nó mới tha tao chứ không thôi là chết rồi. Nó quánh nó đốt được đốt tao không nè, thui tao nè. Yeah. Chế nước sôi sơn trường lắm con ơi.
hồi ông Đỗ Văn Hổ là chồng, ông là chồng của tao. Chồng hả? Ừ, Đỗ Văn Hổ. Dạ. Tao thăng thì phận. Dạ. Đó. Rồi nó mắng banh nhà ở dưới. Còn này còn nữ cán bộ bà Phan Thị Thơm là sao? À, quân y. Quân y ha. Ừ, quân y bên trong. Dạ. À, bà quân y bên trong bắt điều tra tại nó lên án tại dầm Ba Bần. Bị giết đây ngay đó luôn. Giết chết đó luôn. Mới 17 tuổi à? Mới 17 tuổi. Là nữ cán bộ mà. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ á là tan nhà nát cửa. Rồi giờ cánh sao xuống để mà mình xuống cái hầm được. Nó lại đó mày bước xuống nó có mất đó. Dạ. Mày xuống dưới trời ơi mất có mất. Chung xuống dưới coi. Dạ. Đèn sáng trưng nè. À, rồi à, mọi người theo chân mình xuống tham quan cái hầm cái nha. Mỗi lần có cái miếng giặt ở dưới lấy lên rồi. Đó này. Coi bóng đèn có dưới không? Đây, hầm bí mật của bà Phan Thị Phận. Của bà Phan Thị Phận. Ông Đỗ Văn Hổ hồi xưa. Cái này mình đi không được nữa. Ý vậy là có nhiêu đây đây hả? Ờ clip lại ông ơi. Clip là mấy ông xây clip rồi. Dạ có. Xây là để làm một cái kỷ niệm. Ờ. Ở tới 44 ông quan đó. Hồi mà nói hồi trước có cái đường đi bung ở bung ra tới ngoài lộ là. Nhưng mà sợ bị sập thì cho nên clip lại rồi. Này giữ lại một cái kỷ niệm như giữ lại kỷ niệm cái di tích. Cái đường bên này là cái đường bên này là đi lòng qua bên hầm, bên kia là lính ở bển. Đúng rồi. Đường bên đây. Ừ. Còn ở đây thì chứa bốn ông chưa bốn vị. Bởi vì mấy ông làm lót đan đồ lại kỹ này để nó sụp nè. Đúng rồi. Làm sao mày xin cho tao mớ tiền. Phải còn cái chừa cái hầm chỗ quả nhà kia. Im ha đã ha. Đầu cái này hồi lúc mấy rồi bắt đầu mới ông sập. Sợ sập bị quá lâu rồi, năm mười mấy năm. Chứ đúng cái hầm bí mật này nó lòn cái đường này. Đi qua bển. Đúng rồi. Còn đây thì nó còn cái bụng binh rộng bên đây là nó đi lòn ra tới sông luôn. Ừ. À, nói lúc trước có làm chỗ ra sông luôn rồi chỗ luôn xuống dưới kia nữa. Đặng mà ổng trốn ngách này ngách kia đó. Đúng rồi. Cái này ngày xưa là cái ở dưới cái sàn. Cái sàn đúng rồi. Nguyên cái nhà ngói xưa nằm ở trên mà làm nguyên cái hầm dưới này là cái móng nhà dữ lắm luôn à. Đi lên. Cái này là lúc cái tự chế là tự chế là mình đi bọc cái này. Ừ. Mày làm mình xin cho tao phục chế. Cái hầm thì ngang khoảng 1 mét chạy bọc là nó có cái biểu tượng như ngày xưa nó còn lại. Ờ còn ngày xưa là. Mày làm sao cho tao xin nhà nước cho tao phục chế đổ cát hình đồng có tiền đổ cát rồi. Không có tiền đổ cát ra đúng là chỗ này. Đó. Này như di tích lịch sử có phải giữ mới được. Đó con. Cái này cái bảo tồn của ngày xưa cách đây mà 55 năm rồi. 55 năm mà. Để thằng này là năm tao mới để thằng này mới có tháng 10 ngày năm ngọ. Chú cô quay cái hình. Ừ, năm ngọ đó. Đó. Để tôi gạt quay. Đây là cái hình của ông Đỗ Văn Hổ mọi người. Ừ. Tao thờ mấy ổng chân thôi. Ừ. Đây là ông Võ Nguyên Giáp. Nguyên Giáp hả? Võ Nguyên Giáp. Ừ, còn Nguyên đây Giáp. Là Bác Hồ. Đây là Bác Hồ. Còn cái hình của ông hai ông đổi cho ông hình trong nhà ha. Ừ.
võ văn giáp đó. Thầy của tao đó, ông thầy bác sĩ đó, bác sĩ bên trong đó. Ông võ văn giáp hả? Võ văn giáp là ông bác sĩ được. Bác sĩ. Bác sĩ bên trong, nhưng mà thắng trận rồi mới nghỉ nghề bác sĩ là ông ra quân. Dạ. Ông là bác sĩ võ văn giáp ở bên trong. Ông này còn hơn sĩ Mỹ nữa. Dạ. Giỏi tài á. Ông truyền cái tao học ông đó. Dạ dạ. Tao học cái nghề của ông. Vậy hả? Tao là theo sát cánh ông. Vậy là ông võ văn giáp là là thầy của thầy bà hai. Tao. Dạ. Ông là bên trong đó mổ xẻ hay gì á, thuốc men gì á là ông chỉ tao hết trơn. Dạ. Ông thầy rồi sau này ông thắng trận, ông ra quân thắng trận mới lên chức, mới buông cái nghề bác sĩ. Dạ. Bác sĩ võ văn giáp. Đó. Tao mới mấy ông không có đứa nào không tao có chuyện gì điện công an không được. Tao mới giận tao mới đăng bản đó. Dạ. Kêu công an nó làm tin nè, ở sông này á. Kêu điện kêu gì không được, đâu lúc mấy đứa ra già bà cửa kêu nó xe nó chạy bể đất bể đồ rồi kêu nó tới. Cái trận chặt lớn nữa ở sau hè xe rê bờ xe 4 chiếc nó chạy xẹp lúc hết trơn lên máy bay. Ở đây tâm sự với ở trên thì máy bay, ở sau rê bờ xe còn này 9 chiếc hạm là Mỹ nó bao dây hết trơn vậy đó hả? Trời, bắt mấy ông này kêu bằng mày thấy hỏi khói mà bay mù mịt nhà tao mà. Cả xóm người ta chửi tao. Tao nói ra, cho tao ăn đi, cho chó ăn. Năm đó năm 1960 mấy á. Năm 1965. Năm ngọ đó, tao dạ. Thằng này năm mấy tuổi nè. Năm cho năm 1965. Ừ. 65 bắt đầu là tới. Đúng rồi. Nó bỏ bơm bánh nhà hành thân mà. Máy bay nó đảo cái bỏ hình. Đúng rồi, cái năm đó là chiến tranh dữ dội mà. Đúng rồi. Không biết bao nhiêu cũng chết dữ dằn lắm. Sau thì trực thăng. Trực thăng nó rè rè rè. Còn ở trước dưới này hạm. Còn bên kia xe. Sau rê mà xe chạy xếp lúa xếp đồ hết. Rồi sao bơm đạn đồ này kia ở đây chắc cũng còn mà sao mất tiêu chân hả bà hai? Hả? Bơm đạn hả? Dạ. Yeah. Cái trái bơm cái gì đó mấy ông vô dẹp hết trơn. Lấy trơn. Ta dẹp lấy hết trơn. Dạ. Yeah. Cái hòa bình lại đó. Dạ. Lên môi lấy hết trơn. Nhà tao khiêng đồ không còn. Tao bây giờ còn nội bốn cái bộ ghế của tao đó. Bây giờ nhiêu tiền. Ngói xưa, cái ngói đó là của cái nhà xưa hồi còn nhà đó xưa, hả? Nhà xưa đó. Rồi để tới giờ luôn đó hả? Bây giờ dở ra mấy ông mới dột quá mấy ông mới làm rồi lật thiết cho tao nè. Dạ. Mới lật thiết đó. Vậy là hồi xưa cái nhà kia hư rồi cắt lại nhà này cũng lấy cái ngói này lập lại. Lấy ngói này lập lại. Bây giờ mới tuôn, nó dột quá tuôn xuống. Dạ. Rồi mấy ông mới lật thiết lại cho bác. Ngói này nó kêu ngói tiểu đại vậy nè. Ngói đó. Cái nhà lớn. Nhà lớn lắm. Hồi xưa nhà cổ, bây giờ nhà cổ còn ngói không. Chắc lắm, ngói này chắc hơn ngói bây giờ lắm. Cứng lắm. Mày biết tao giờ còn sót lại chiếc ghế mà còn lại có ghế tao bán 17 được. Này hình của ông Đỗ Văn Hổ. Hình này á bà hai. Đây hình ông Đỗ Văn Hổ. Tao thờ mấy ông quan đó. Mấy đứa nó coi chúng ta gì hết trơn. Quy chương nhóc trơn nè. Đúng mình thanh tra tỉnh mà. Thanh tra tỉnh nè. Cái hình của tao nó phá, nó đem tao tử hình nè. Đây hình của nó đem tao tử hình đó. Nó mày bà biết đó nhiêu dòng. Con thấy không? Chết kế bên. Đây là cái nhà ngói xưa, hồi xưa còn. Chính cái ghế mà còn có hai cái tao bán cái 17 triệu. Còn cái hình này bác Hồ bắt tay với ông. Ông bác Tôn. Bác Tôn hả? Bác Tôn ở Long Xuyên đó. Dạ. Bác Hồ với bác Tôn ở Long Xuyên. Mấy con ơi, tăng nhà nát cửa cái nhà hết sức ơi. Thì cũng mới thắp mấy nén hương cho ông Đỗ Văn Hổ và chồng của bà hai hiện giờ còn sống. Ở đây là di tích lịch sử nha mọi người. Nào chưa mà đội bơm đạn cũng không biết bao nhiêu tấn đó. Biết bao nhiêu, nó bắn banh nhà mà. Dạ, bắn banh nhà luôn. Hồi xưa nhà là cột tròn không mà hả bà hai? Mấy cái liễn này là liễn hồi xưa nằm ở trong cây cột nhà xưa đấy phải không? Ngày xưa cái nhà mà bể rồi đó nó bắn tan nát đó. Giờ còn hai cái miếng liễn này hả? Mấy miếng liễn bốn miếng.
4 miếng hả? Ở trong 2 miếng, ngoài 2 miếng. Cái nhà xưa ướp vô trong cái cột đó. Dạ, dạ. Bắn tan tành hết rồi. Là mấy miếng liễn này còn còn ở lại? Còn ở lại đó. Ghế xăm miệng lấy sạch trơn, nó dọn sạch nhà con. Mà bây giờ nút ra nhà nước phải bồi thường cho tao. Rồi mấy bộ liên quan hồi xưa có còn không bà hai? Khiêng hết trơn. Khiêng ngựa chứ liên quan gì ngựa. Bộ ngựa? Ngựa không, ba bộ ngựa. Khiêng hết trơn luôn? Khiêng hết trơn, tủ lấy luôn. Sao kỳ vậy? Trời ơi, mày chứa cộng sản mà nó để ra, nó để cho mày à, nó không thèo thịt rồi mai á. Ở trong đây còn... thèo thịt rồi mai á con, con quay phim đó, chừng tao đi. Đây, đây có miếng lại hai miếng liễn. Tao mà băng bố cho tao, tao mang lên mày. Ở căn nhà này là có cái di tích lịch sử từ đời xưa tới giờ 50 mấy năm bị giặc Mỹ tàn phá, giả mang luôn. Hai cái tủ thờ vậy đó, nó lấy hình cái tao mới hai cái tủ thờ vậy tủ đó. Thờ là tủ thờ hồi xưa đó hả? Hồi xưa nó lấy hình cái hai bên hai cái lấy hình cái đó, tủ thờ, tủ con ốc sa cừ nè. Cái tủ cổ. Ừ, bên chưa là cái tủ này. Cái ghế bàn, cũng như nó khiêng hạt trơn. Đang nói cho nó nói, không bắn bà nó làm ai à. Ước đồ đạc là Mỹ nó khiêng hết luôn. Mỹ khiêng hết, đem súng hạm hết trơn. Dạ. Yeah. Đem, nó lấy đem hạm hết trơn luôn. Hạm đem hết, ba bộ ngựa gõ, hai cái tủ cẩn. Nên chừa lên cái, cũng chính cái ghế chân treo. Mà lấy chừa lên có hai cái à. Là ghế 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 đó, ghế chân treo hồi xưa. Dạ. Yeah. Ừ, con không biết, trời ơi khổ con ơi, quần áo tao tan tác hết trơn mà. Dạ. Yeah. Máy bay nó bỏ tao nói nó 7 ngày máy bay nó bao vòng hết 7 ngày. Yeah. Là hồi hồi xưa bà ba chồng với bà cũng cũng liên bằng, quan thời kỳ luôn đó hả? Ừ, liên hệ với nhau. Dạ. Yeah. Tương đủ. Dạ. Ông Tư đục ở trên ngọn á, ông Tư đục mà ông chứa cái hầm bí mật à, mà hiện bây giờ có cái di tích trên đó. Tư đục ở đâu? Cái trời, mày không thấy cái chỗ đập ba miễu đỉnh không? Dạ. Mày không có lên trên sao? Dạ có lên cái chỗ ba miễu, mà đều không có biết cái hầm bí mật trên đó. Đó đó, cái hầm ông đủ đó. Có cái hầm ở ngay đó luôn hay là gì? Cái hầm đó luôn, ông đủ ông chứa đó cái hầm. Tao dạ. Lên cái bắt đây rồi lên đến bắt đỉnh. À, ông bây giờ dạ. Có cái di tích trên đó. Có để bản không? Có. Mình lên chỗ đập ba miễu đó. Dạ, đập ba miễu thì con biết mà có quay cái ba miễu mà chưa biết hầm bí mật. Ừ, cái hầm bí mật chỗ nhà ông đủ á. Nhà ông đủ ha. Ừ, lên đấy mày nói vậy đó nó bảo hộ nó. Ở trên này có cái hầm bí mật. Ừ, chỗ dạ. Nhà ông giờ còn không? À, không biết ông còn hay không lắp rồi không biết. Ông này tao di tích tao để. Ông đủ còn sống không? Ông còn sống. Dạ, nếu còn sống thì được. Ở trên ngọn á. Dạ, dạ. Tội nghiệp không? Mày đi làm tao có danh dự rồi, tao kiếm mày, tao tìm mày. Tao bảo vậy mày hiểu rồi. Chứ tao giờ khổ quá. Công an mà, mấy thằng đó nó phá nhà tao. Thằng thứ sáu phá nhà tao mà điện cho nó xuống mà nó không thèm. Không thèm nó tới. Nó vô nó đập đồ, đập tao tan nát hết trơn. Mày kêu công an xuống, mình giải quyết giùm. Không, làm thinh. Giờ tao lên đến hổng, tao nói bay đây là bay mang cái chức đặng lãnh lương, lãnh lương nhà nước, chứ bay không biết phục vụ. Đáng lẽ như vậy bay phải xuống, bay phải can thiệp phải không, rồi bay phải phục chế, bay xây dựng con người. Ừ, anh giờ làm sao mà phá nhà bà già này kia nọ đồ, mày phải phục xây dựng cho con người này mày đúng. Ấp ở đây bay cũng xây dựng cho nhân dân đó, người ta khôn giả xử trí. Mà ngu giả mới tới quan, tao ngu tao mới tới bay, tao thưa bay mày chớ hay thằng nào xuống hết. Tao tức tao mới bằng bản đó. Tấm bản trước nó 1 triệu, tấm bản trong này 500 là 1,5 triệu. Chế độ như tao là lột bản rồi. Vậy là tấm bản đó là ở nhà là tự làm chứ không phải nhà nước? Không, không, cái ngay cửa này là nhà nước làm. Ngay cửa, cổng thì nhà nước làm. Ừ, nhà nước làm. Còn cái bàn phía bên đây thì... Tao làm. Của bà hai làm. Dạ. Còn cái cổng đó là phủ thờ đó là nhà nước với tỉnh làm. Dạ. Yeah. Bị tao trị bệnh nè. Dạ. Yeah. Tao trị bệnh rồi mấy thằng nó thưa hoài, mấy thằng ở đây nó thưa hoài. Dạ. Yeah. Nói tao trị bệnh này kia nọ đồ, người nhà nước lên nói thôi bây giờ bả hồ đó có chánh quy rồi,
Giờ bà không có cái gì mà sai mà bị làm quá nó mới lên. Hồi xưa bà Hai là đệ tử của ông Võ Nguyên Giáp mà. Ừ. Ra có quyền trị bệnh mà. Bởi vậy dạ. Bây giờ đứa nào đi thưa tới tỉnh giờ tao cũng không sao. Dạ. Tao đâu có làm phạm tội chết. Ngồi bà chuyên bây giờ chuyên trị về bệnh gì bà Hai? Phong tê. Phong tê. Thái quá lưng, thác đĩa điểm lưng. Dạ. Viêm son. Dạ. Viêm lỗ mũi, thằng đó viêm lỗ mũi đó. Dạ. Sẹp đó. À. Còn mấy chú đó là bị bướu. Dạ. Ờ, tim. Như là thái thác đĩa điểm lưng là đau, đau thắt lưng. Dạ. Khớp, phong khớp, phong tê. Ở trong là trị thứ này không hả? Dạ. Chứ bị súng đạn đó. Dạ. Cái nhất đó là trị hay, bị thuốc này nó trị nhất. Yeah. Bị đạn được nhất nó rên la. Ừ, phải bơm thuốc vô liền. Là hành quân phải chạy. Nó bị đạn là phải bơm thuốc vô liền. Chỉ có bà biết trong cái mà... Cái điểm này chứ ai. Dạ. Ai học mà biết. Dạ. Tao ở đây tới 4 người lận. Một đồng hay ưa. Hai bà Tư Mụn. Ba Sáu Dữ. 4 tao. Bây giờ 3 người chết hết rồi. Ở cái xã này 4 người. Như ba người kia chết rồi. Còn còn mình bà. Ừ, mày hỏi ông Hai ưa. À lại cứu đời. Ừ, ông Hai ưa. Bà Sáu Dữ, bà Tư Mụ, tao. Dạ. Yeah. Mình chết ba rồi. Còn mình tao đi nè. Đó, yeah. Đứa nằm nhức lưng. À, chết giùm không đâu ăn tiền. Dạ. Yeah. Ừ, nhức lưng. Rồi viêm son. Dạ. Yeah. Cái đầu hoài. Dạ. Yeah. Cái tim, hở quanh tim. Hở quanh tim. Hở quanh tim, nó hở ba lá rử lại đây tao bơm thuốc vô. Là cái quanh tim đâu phải hở, hở là chết. Dạ. Cái đó nó nghẹt, tắc nghẹn máu tim. Tắc nghẽn. Máu tim chạy không đều. Dạ. Cũng như cô Lê Tư mà xăng không qua. Dạ. Như máu nó chạy không được. Bởi ông đó, ông đi xuống dưới là, ông nói nông tim 1 triệu, 120 triệu. Rồi ông bạn dẫn về đây, tao chích có 3 bữa hết trơn đó. Nó mệt hoài. Dạ. Nó tắc nghẽn cái nó mệt. Dạ. Máu chạy không được. Dạ. Rồi đi nông tim 120 triệu. Ôi đất ơi. Dạ đúng rồi, nông ở dưới mắt lắm. Mỗi lần nông là 40 triệu, 40 mấy triệu á. Ừ, ừ. Đó, ai mà đau tim nặng ngực đó như chú nãy đó. Nặng ngực tim nó tôi chích cho chú khỏe liền đó. Dạ. Chú nói nó nặng chỗ này thở không được. Một, đau bao tử. Bao tử dạ dày bao tử. Dạ. Quất vô 3 lần là tiệt. Không còn đau nữa. Rồi, gì nữa con có gì con chỉ người ta ra đây. Bao tử. Nó chích giùm chứ không ngăn tiền. Dạ. Nhà có lấy thuốc uống đó là tiền 30 ngàn. Dạ. Đừng uống cho đường hành. Ờ chỉ hết rồi người ta biếu bà không hết. Bởi vậy đó con. Đừng bà đi bổ thuốc này nè kia nữa. Đúng rồi. Dạ. Nó bổ đừng uống cho nó đừng có hoành hành nữa. Dạ. Bao tử tôi chích 3 lần là tiệt. Dạ. Như thằng nó cũng đau bao tử ở thành phố đó. Thuốc bắc hay là thuốc tây? Thuốc bắc. Thuốc bắc không, hả? Thuốc tây trị không được. Dạ, chỉ là thuốc bắc hết. Thuốc tây là nó nuôi con vi trùng. Dạ. Nó bầu dưỡng vi trùng. Dạ. Còn thuốc này là diệt vi trùng. Dạ. Đó chích là tiệt. Dạ, cho con xin phép hỏi bà Hai năm nay nhiêu tuổi rồi bà Hai? 81. 81 hả? Tuổi thìn. Dạ. Bây giờ mày ai đâu mà nhức cái đầu. Còn bây giờ nếu mà ai mà đau bao tử nhào rồi đem tôi ghim vô mũi là nó đánh chạy đánh tan dạ dày bao tử. Dạ. Yeah. Rồi nó quất hơi lên nó mệt. Còn đau khớp đầu gối là nhức bị gì ở trong đồng á, bị thương nhiều lắm. Rồi có thuốc này ghim vô chút xíu là đứng dậy đi. Vậy là hồi xưa là bà đi theo ông bác Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp là để trị thương trong quân đội. Quân đội. Dạ. Tao ban cứu thương. Ban cứu thương ha. Ban cứu thương. Là bà ngoại của Hoàng Răng cũng khoe tao bả tài lắm đó. Ngoại của ông chú Hai Răng ha. Ừ, ngoại của Hai Răng đó. Mày ở trong đó mày không biết. Nên ông ngoại ổng còn không biết đâu, có bà ba thì con biết. Ừ, bà Chính Hạnh đó. Dạ. Bả cũng quân y đó. Quân y nữa hả? Ừ, quân y ở hầm nhà tao nè. Còn bà ba hồi xưa làm gì? Hả? Bả ha. Bà đó giao liên. Giao liên ha. Giao liên. Ừ. Thành ra bọn tao còn lơ khơi ít xịu hà. Dạ. Mới bây giờ mấy đứa này nó không có biết chuyện hồi xưa, mày cũng chưa biết. Dạ dễ gì con biết, con mới đây mà còn nhỏ tuổi con đâu biết. Tao giải thích cho mày nghe. Dạ. Bây giờ phải quý cái người mà hồi xưa cực dạ, đúng rồi. Gian nan. Ừ. Mận việc cỡ nào cũng phải quý tao. Tao lên hởm tao nói thôi giờ tao ở mình lên. Như con cháu bây giờ mà nhờ cái cuộc sống mà thoải mái như giờ cũng nhờ bà Hai hy sinh. Dạ. Đó. Cứu nước. Dạ. Tao để hy sinh cứu nước để giúp cho dân. Dạ. Chứ không có cứu nước dân đâu có sung sướng hiện như giờ. Dạ đúng rồi. Ừ. Mấy thằng ngồi ghế bên ngồi nhịp nhịp đó, còn tao đó chui ở dưới sàn không chung với nước.
đó, mà bay phải cố gắng đợi chứ. Xưa cực khổ lắm. Ừ, gian nan dữ lắm con ơi. Đâu có điện như bây giờ đâu. Trời ơi, tao nói tao chở xuồng, tao có cái tao có cái báo đàng hoàng. Dạ. Tao đi bán heo chở miền thân nhưng luôn. Dạ. Nếu bà hai lấy cái gì ra cho mọi người xem luôn. Ở đây là cái di tích lịch sử rất lâu, 50 mấy năm, nhưng mà không ai biết nha các bạn. Mình cũng tình cờ đi xô ra đây rồi gặp để thấy cái bảng rồi hỏi bà hai là ở đây có hàm bí mật, cho nên mới biết rồi tới đây hỏi bà hai rồi kể. Người sẵn mình quay lại cho mọi người xem. Mày nói vợ út hổ ngăn chùa đậu cậy bán heo con khắp cả trên bốn xã cả tỉnh này. Dạ. Yeah. Tao chuyên môn rồi đi bán heo con là đi giao liên đó. Dạ. Yeah. Ở dưới thì miền xuống để cái chuồng heo. Dạ. Yeah. Chứ không phải. Cái này là báo hồi xưa hả? À, báo đó. Báo tao cái công tác của tao đó. À. Lời của hồi xưa luôn. Ừ. Mấy chục năm giờ còn luôn hả? Ừ. Cái báo mấy ông lên đài tao đó. Một phụ nữ đi mua bán heo để chở mìn. Ừ. Là hồi xưa mang cái danh bán heo chứ đoàn là chở mìn lựu đạn không hả? Ừ, đúng rồi, gài mìn chứ. Bởi tao giờ có tội. À, gài mìn một cái đồn chết mấy người. Thành ra nó. Ừ. Tiếng lành đồn xa. Tôi biết được gia đình bà Phan Thị Phận có công giúp đỡ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bên nội, bên ngoại, bà có nhiều người tham gia cách mạng, tiêu biểu như cha mẹ, chồng và bà Phận và ông Đỗ Văn Ngà và bà Nguyễn Thị Hoàng. Nhà nước được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3. Bà Phận và chồng là Đỗ Hồng Phước được hưởng huân chương kháng chiến hạng nhất. Mẹ bà Phận là Đỗ Thị Ngân được hưởng huân chương kháng chiến hạng nhất. Quá nhiều luôn đây nè. Ừ, vậy mà có nó giờ coi ra gì không có. Tao hổng hợp lên tao nói cho tao thắng chục ký gạo bay nó không làm tin. Bà giờ bà còn lãnh lương gì không? Còn lãnh lương nhà nước. Dạ. Yeah. Rồi lương hưu nữa. Lương hưu thì rồi hai tháng bà được nhiêu? Lương có 780 à. Lương có 780 à? Ừ, 780. Rồi lương lương tuổi già 240. 240. Ừ. Có nhiều đó hả? Có nhiều đó hả? Chăm sóc nổi không? Rồi sao không còn lương nào nữa sao? Không. Có lương có công là 780. Dạ. Yeah. Lương tuổi già 80 đó là tám mấy đó là có 200 mấy hả? Hai hàng tháng đi ra xã lãnh hả? Hả? Hàng tháng mình đi lãnh hả? Nó đem tới nhà. Tới nhà thôi hả? Ừ, đem tới nhà. Chứ bà sống con mình ai đâu đi? Mới có mình nên tao hả? Dạ. Còn con nó về đây thăm út nó về, cái nó về bên vợ rồi. Dạ. Cho nó đi làm ăn con. Chứ ở đây đâu có cái nghề gì mà sống. Dạ. Ừ. Bởi mày coi tao chở miền mới bây giờ tao mới, mới khổ. Đó. Đi bắt lên bắt xuống dữ lắm con ơi. Ừ. Ở Cần Đăng mình mà có cái hầm bí mật mà không ai biết hết trơn. Ừ. Không ai biết. Hiện giờ con mới phát hiện ra con biết. Ừ. Bây giờ con quay cái clip này đặng mà con đưa lên cho mọi người xem rồi. Đã thấy con dạ, thấy. Dạ. Vậy cảm ơn con nhiều dạ, lắm nha. Rồi mọi người cho đến đây mà tham quan ủng hộ bà. Ừ. Tao dạ. Đền ơn mày cho thưởng mày 100 ngàn. Ừ. Rồi mình mới nãy cũng có quay cái di tích lịch sử hồi xưa của ông Đỗ Văn Hổ và bà Phan Thị Phận đó. Mọi người cũng có xem rồi. Là di tích lịch sử công trạng hồi xưa rất là sâu nặng. Biết bao nhiêu người đã hy sinh ở nơi này. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn nhiều. Nếu có dịp nào thì các bạn sẽ đến đây và tham quan cái hầm bí mật.
của ông Đỗ Văn Hổ và bà Phan Thị Phận một lần cho biết nha. Chào tạm biệt mọi người.